Rồi, chào mừng quý khách đến với video mới nhất của mình buổi sáng hôm nay ha. Chúc quý khách một ngày mới thật nhiều thành niềm vui, thật nhiều thành công và may mắn nha bà con ơi. Rồi sáng hôm nay mai bà Minh Chiến tiếp tục quay 15 cây mai tứ quý để gửi đến bà Phi đăng hộ mình ha. Mong được giao lưu cùng với bà con trên mọi miền đất nước. Bà con có thích cây nào thì gọi trực tiếp giùm mình để giao lưu ha. Số điện thoại của mình là 0914 865 991 ha bà con ơi. Lô mai này thì nói chung là cây của mình giao lưu đều bao sống bao ship toàn quốc cho bà con hết ha. Rồi. Đế rất đều luôn ha bà con ơi. Đế quá đều luôn ha. Đây tay cành này ha. Tay cành cũng dày đặc hết luôn ha. Đặc biệt là đây 15 cây mai tứ quý bà con ơi. Ý hình như có cây mai vàng cuối cùng á. Rồi bắt đầu cho số đo đi. Chiều cao khoảng 1m6 ha bà con ơi. Mình báo cho tầm tầm nha, cây nó còn có thể cao hơn nha. Tránh mất tình trạng, tránh mất thời gian của bà con. Quanh 31. Quanh 31 bà con ơi. Kính bầu 52. Kính bầu 52. Rồi cây này mình giao lưu giá 1.800.000 ha. Tất cả cây mình giao lưu đều bao ship toàn quốc hết thôi bà con ơi. Bao sống toàn bộ cho bà con ha. Chiều cao thì mình đo tầm, mình báo tầm tầm chung chung thôi ha, không chính xác lắm. Rồi xuống đi. Tránh tình trạng đo chiều cao nữa làm mất thời gian của bà con ha. Báo chung chung như được rồi, trên lệch 53 phân không có gì gọi là. Rồi tiếp tục cây số 2 bà con ơi. Cây số 2 bộ đế cũng rất đều luôn ha. Quá đều luôn. Tay cành khỏi chê. Tay cành thì quá đều luôn. Đó, tay cành này ha. Rất đều luôn hết bà con ơi. Rồi cho số đo luôn. Chiều cao khoảng 1m5. Quanh 29. Quanh 29 rồi con ơi. Rồi. Rồi chính bầu 46. Chính bầu 46. Rồi cây này mình giao lưu giá 1.600.000 ha. Tất cả cây mình giao lưu đều bao ship toàn quốc hết các bà con ơi, bao sống toàn bộ cho bà con ha. Rồi tiếp tục cây số 3, kéo cái ghế lại, dướng cái ống. Cây số 3 ấy bà con ơi, đế cũng quá đều luôn ha. Lô mai này là mình mới bứng ngày 1 tay với 2 tay ha, 3 tay mình lên xe về ấy bà con ơi. Cây còn mới tinh ao luôn ha, không có vấn đề cây khô vậy chẳng hạn, tại vì cây tứ quý thì nó có da nó khô khô móc móc vậy ha. Rồi cho số đo luôn đi. Ở trên thì cũng có ít tay cành thôi. Chiều cao 1m. Quanh 33. Quanh 33 bà con ơi. Sệ thước quá. 32. Rồi mình báo 32 thôi. Rồi kính bầu 52. Kính bầu 52. Rồi cái này mình giao lưu chỉ 1.300.000 thôi bà con ơi. Giá rẻ cho bà con dễ chơi ha. Đó 1.300.000 nè ha. Rồi tiếp tục cây số 4. Cây số 4 có 3 thân ha bà con ơi. Tam tài ha. Bộ đế thì quá xá đều luôn. Đó bộ đế đều dữ luôn ha. Rồi thân này lắc lộn ha, tam tài nha bà con ơi, mình để cao vậy ha. Bà con muốn chơi ngắn hơn nữa thì cứ cắt xuống ha, theo ý ha. Rồi cho số đo luôn, chiều cao khoảng 80. Dèo đế thì quá đều luôn. Quỳnh 27 rồi con ơi. Lùng lực ha, đế đều. Kính bầu 49. Kính bầu 49. Rồi cây này mình giao lưu giá 1.300.000 thôi. Rồi tiếp tục cây số 5. Cây số 4, số 5 là mình chơi một cặp là ok luôn bà con ơi. Số 5 cũng lùng lực luôn ha. 4 thân tứ tấn tài. Bộ đế thì khỏi nói luôn, dày đặc hết trơn luôn. Đế dày đặc hết trơn luôn ha. Có 4 thân nha bà con ơi. Chia đều, rất đều luôn ha. Bà con về tự phá thế ha. Rồi cho số đo. Chiều cao khoảng 70. Rồi quanh 25. Quanh 25 bà con ơi. Rồi đường kính bầu 46.
kính bầu 46. Rồi cây này mình giao lưu giá 1,2 triệu thôi. Rồi tiếp tục cây số 6. Cây số 6 thì to xác lắm luôn ha, có cái thẹo chút xíu, mình giao lưu giá rẻ cho bà con chơi. Xác rất to luôn bà con ơi. Đây đế luôn nè ha, đế dữ dội luôn ha, rất đều luôn, tay cành cũng rất đều luôn ha bà con ơi. Đây nè ha, tay cành nè ha, tàn dù ha, thoát thân hơi cao ha. Rồi nó có cái thẹo đây ha, do anh em vận chuyển làm chốc ha bà con ơi. Rồi cho số đo luôn đây, chiều cao khoảng 1m3. Đồ hoành 27. Hoành 27 rồi con ơi, có dư luôn. Rồi kính bầu 49. Kính bầu 49. Rồi cây này mình giao lưu 1,3 triệu thôi bà con ơi. Rồi tiếp tục số 7 lên, cây sát rất to luôn. Cây này bao ship tầm cũng phải từ 300 ngàn luôn. Rồi tiếp tục cây số 7 ha. Rồi số 7 bà con ơi, số 7 này nó cũng bị gì dính hết một cái thẹo nữa ha. Đế rất đều luôn ha. Tay cành đều. Tay cành cũng rất đều luôn. Đó, tay cành này ha. Đều hết trơn ha bà con ơi. Đây nó cũng dính với thẹo đây nè. Thẹo vận chuyển nha. Rồi cho số đo đây, chiều cao khoảng 1m2. Hoành 30. Hoành 30 bà con ơi. Rồi cây này mình giao lưu chỉ 1,4 triệu thôi. Kính bầu 51. Kính bầu 51. Rồi cho xuống, tiếp tục cây số 8 lên. Cây này hai cây số 7 số 8 này không cây nào dưới 50 kg hết trơn ha. Số 6 số 7 chứ mình nói lộn. Tiếp tục số 8 rồi con ơi. 8 nha, để cũng khá đều nha. Đó. Mặt này thì nó hơi trống chút ha. Mặt này nó có đế cắm ha bà con ơi. Rồi mình chơi mặt tiền bên đây ha. Mặt tiền bên đây thì quá ok luôn. Rồi ở trên thì tay cành cũng đầy đủ luôn ha. Rồi chiều cao khoảng 1m2 luôn. Rồi kính bầu 29 luôn. Hoành 29 luôn. Hoành 29 luôn. Rồi cây này mình giao lưu chỉ 1,5 triệu thôi bà con ơi. Rồi kính bầu 50. Kính bầu 50. Rồi tiếp tục số 9. Số 9 rồi con ơi. Đây, củ to ha. Đế ít nhưng mà củ to ha bà con ơi. Lắc lượng ha. Tay cành thì cũng khá ha. Đó, tay cành cũng khá đều ha bà con ơi. Cây số 9 ha. Rồi chiều cao khoảng 1m4. Hoành 29 luôn. Hoành 29 rồi con ơi. Rồi cây này mình giao lưu chỉ 1,2 triệu thôi. Kính bầu 42. Kính bầu 42. Tay cành nó nhiều nhưng mà nó thiếu một bên ha. Giao lưu 1,2 triệu thôi bà con ơi. Rồi tiếp tục số 10. Số 10 bà con ơi. Đó, đế đều ha. Chỗ này có đế bà con ơi. Đây có đế ha. Đây có đế ha. Đó, tay cành cũng khá đều ha. Số 10 ha. Rồi cho số đo luôn. Rồi, chiều cao 1m2. Chiều cao khoảng 1m2, 1m3 ha bà con ơi. Hoành 28. Hoành 28 luôn. Rồi kính bầu 46. Kính bầu 46. Rồi cái này chỉ 1,1 triệu thôi bà con ơi. Rồi tiếp tục số 11. Số 11 ha. Cái này mình cũng đã có quay rồi. Quay lại mình hạ giá lại ha. Đế cũng khá đều ha. Có cái cành lả. Đó, cành lả ha bà con ơi. Rồi tàn dù ha. Rồi cho số đo luôn. Chiều cao. Chiều cao khoảng 1m.
khoảng 1 mét đi. Cành lá khoảng 50. Rồi 28. Quanh 28. Rồi kính bầu 43. Kính bầu 43. Rồi cái này mình giao lưu 1,2 triệu ha. Thôi mình đổi lại 1,1 triệu thôi bà con ơi. Rồi tiếp tục số 12. Số 12 tắc sắc to thiếu cành đế điều vô lưu giá rẻ luôn. Cây này mình về mình tán ngang đây ha bà con, tán đây luôn cũng được ha, chơi lùng lực ha, mình để hơi cao vậy cho bà con về tự xử ha, hoặc bà con có giao lưu thì mình tự mình xử dùm cũng được ha. Rồi cho số đo luôn. Rồi chiều cao 80. Cao 80 hoành xích lên. Đó vậy đó, vậy đó. Hoành 30. Hoành 30 bà con ơi. Rồi cái này mình giao lưu chỉ có 900 thôi. Kính bầu 45. Kính bầu 45. Mình báo bà con biết là mình tán ngang đây nha bà con ơi. Chiều cao khoảng 45 thôi ha. Rồi tiếp tục số 13. Rồi số 13 bà con ơi. Đế cũng rất đều luôn ha. Đế đều ha. Ở trên này nó có cái thẹo ha. Cái thẹo đây ha bà con ơi. Đây giờ mình tán ngang đây ha. Chơi cũng còn đủ cành chơi ha. Rồi cho số đo luôn nè. Cao khoảng 1 mét đi. Có hơn. Quanh 24. Quanh 24 thôi bà con ơi. Có dư chút. Rồi kính bầu 38. Kính bầu 38. Rồi cây này giao lưu giá 900. Tất cả cây mình giao lưu đều bao ship toàn quốc hết luôn ha. Rồi tiếp tục cây số 14. Để nó luôn đi sát bên rồi. Số 14 bà con ơi, tiếp tục tứ quý nha. Đế đều ha. Nhỏ nhắn lùng lực. Đó. Rồi cho chiều cao. Rồi chiều cao 42. Cao 42. Quành 23. Quành 23 bà con ơi. Rồi cái này chỉ có 600 thôi. Rồi kính bầu 37. Kính bầu 37. Rồi tiếp tục cái số 15. Số 15 là cây mai vàng nha bà con ơi. Đế cũng có liều rêu ha. Mai vàng. Tay cành ha, cũng có số tay cành ha. Rồi chiều cao khoảng 1m2. Quần 25, 26. Quần 26 bà con ơi. Rồi cây này mình cũng giao lưu 600 thôi. Kính bầu 41. Kính bầu 41. Mình còn một cây mai vàng nữa ha, tương đương cây này ha. Nếu bà con có lấy một cặp mai vàng mình tính 1 triệu ha bà con ơi. Rồi cây số 15 cũng là cây cuối cùng của clip mình ha. Cuối clip thì cho mình gửi đến bà con một lời chúc dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài ha bà con ơi. Rất cảm ơn bà con đã ủng hộ mình thời gian qua ha. Rất mong bà con tiếp tục ủng hộ mình trong những thời gian tiếp theo. Xin chào tạm biệt ha. Hẹn gặp lại clip sau ha bà con ơi.